Chương trình Khai Tâm với Tracy Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Khai Tâm do Hội Tư Bi Phụng Sự Chủ Trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Trâm xin thưa quý vị, Thầy Hành Trường ạ. Thưa Thầy và thưa quý vị, chúng ta vẫn trở lại một chuỗi bài về Kinh Hoa Nghiêm và Thầy đã giảng tới thập địa và tuần vừa rồi Thầy đã giới thiệu chúng ta một cách nhìn mới về Kinh Hoa Nghiêm qua cái mắt nhìn của địa thứ tư, tức là của thập địa, tức là địa về Diễm Huệ Địa, phải không Thầy? Diễm Huệ. Dạ. Và Thầy sẽ bắt đầu vào ngay chương trình với Diễm Huệ Địa. Con xin mời Thầy. Cái Diễm Huệ Địa, cái chữ Diễm đó có nghĩa là cái lửa mà nó phừng lên. Yeah. Huệ là trí huệ. Trí huệ nó phừng sáng lên, nó phực lên, nó rực rỡ vô cùng. Yeah. Thì cái nhìn đó là trong cái tuần trước Thầy nói về cái nhìn của Ngài, đó là Ngài thấy thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa nó đi về nhau, nó không có phân ra. Trong cái bây giờ, cái đời bây giờ thì các bạn biết là cái sự suy nghĩ của mình có cái sự suy nghĩ gì đó thì mình được phân ra làm những cái lỗi suy nghĩ. Thì dụ như cái lỗi suy nghĩ thì mình gọi là đi từng bước A xong tới B, B xong tới C, C tới D. Thì thường thường là nó đi theo từng cái đó là cái mà không thể nào mà mình có thể thay đổi được, gọi là linear thinking. Thì họ suy nghĩ xong cái này rồi, tại sẽ kể tiếp, kể bực kế tiếp, kể tiếp. Nhưng mà có những người nó làm gì, cái sự suy nghĩ của họ đó, họ trong đầu họ chợt thấy cái hình này, chợt thấy cái hình kia, chợt thấy cái hình nọ, những cái hình đó là nó không nằm trong cái thứ tự trên giữa trước sau, mà họ cái hình đó nó hiện ra rồi đó, thì nó nổi kẹt vào những cái tư tưởng, những cái bước mà 1, 2, 3, 4 họ nổi kẹt lại. Cái đó gọi là lateral thinking, là tự nhiên mình nghĩ theo chiều hàng ngang đó. Nhưng mà nó nổi kẹt lại làm cho họ thấy cái bức hình nó có vẻ là nó, mình gọi là nó toàn diện và màu sắc hơn, nó không đi từng bước. Thì như chị nấu ăn đó, trong đầu chị đó, chị nghĩ là đầu tiên cả sắc ra, đúng không, sắc ra hết tất cả đồ ăn. Rồi cái bước thứ nhì đó là chị mình nấu nước sôi. Tiêu nhìn nấu xong rồi đi chuyển nấu canh thì chị phải bỏ ra. Thứ ba là bỏ cái đồ cứng vô trước, rồi khuấy cho nó chín, nước nó sôi rồi, rồi mình bữa thứ tư cái đó đại khái như thế nào đó. Thầy không dám mua rượu cái mắt thờ chị nấu ăn giỏi thầy. Nhưng mà đại khái là mình có cái thứ tự mình biết trong đầu mình á. Mình đâu, lúc mà chị suy nghĩ chị nấu ăn, chị còn nghĩ từng bữa đó không? Trong đầu chị làm quen rồi, đúng không? Thì cái phần đó là cái phần mà không thấy. Cái phần đó nó trở thành gọi là cái văn hóa. Đúng không? Là nó thành một phần của mình. Mình không thấy. Thì khi mình tu đó, thì các vị Bồ Tát khác đó, thường thường là chỉ thấy cái phần bên ngoài thôi. Nhưng đến cái Bồ Tát mà gọi là thập địa đó, mà nhất là trong Bồ Tát gọi là Diệm Huệ Địa, thì càng ngày thấy cái phần mà mình không thấy. Tức là cái phần văn hóa nằm phía trong đó, mà mình không thấy, thì Ngài bắt đầu thấy những cái phần đó. Bây giờ thì nói tiếp cái chuyện mà suy nghĩ, thì có những người họ trực giác. Mình nói một chuyện là họ không cần suy nghĩ 1, 2, 3, 4, họ thấy ngay cái biệt số 10 liền, là tức họ tới cái biệt số 10 liền. Có những người đó, họ rất là đặc biệt là họ không nghĩ tới bước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Họ nghĩ là những cái bước nào mà ngăn trở mình đi tới số 1, 2, 3, 4, họ nghĩ cái ngược lại. Và mình thấy cái cách phát biểu của những người, có những người đó, mình gọi là positive, họ rất là lạc quan trong cái, và khách quan trong cái chuyện họ suy nghĩ. Nhưng có những người họ không có suy nghĩ khách quan, suy nghĩ lúc nào tiêu cực cả. Lúc nào cũng thấy cái xấu trước cả, trước khi họ thấy cái đẹp, cái tốt. Thì thế ra là cái tâm thức của họ nó có ảnh hưởng cái phần mà văn hóa hồi nãy, cái culture đó, cái văn hóa đó, cái phần không thấy đó, ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của họ. Cho nên cái sự phức tạp của con người của mình là khi mình càng tu đó, thì mình phải biết là mình phải làm cho cái não mình càng ngày càng phức tạp hóa hơn, cái não mình càng ngày càng sáng hơn, là càng ngày nó càng thông minh, trí huệ hơn. Cho nên cái vị Bồ Tát đó mà đặt câu hỏi cho Đức Phật để mà giảng về cái phẩm mà thập địa này, tên là giải thoát nguyệt. Giải thoát nguyệt, thầy biên chữ xuống giải thoát nguyệt. Khi bị Bồ Tát tên là giải thoát nguyệt, giải thoát nguyệt là bị vì cái vị này đó, là ngay cái chữ này để cho mình thấy là cái mặt trăng là nó giải thoát này, nó không dính vào chỗ nào cả. Nguyệt là nằm ở trên cái chân không, nằm trên cái không gian mà không bị cột vào đâu cả, mà đã là cái mặt trăng là đã nằm nó không gian tự tại rồi, mà còn thêm gì giải thoát nữa. Rồi bây giờ cái vị mà trả lời cái thập địa đó, có ngài tên là Kim Cang Tạng,
Kim Cang, Tạng Bồ Tát. Tạng đấy là nói về cái tiềm năng, kho tàng mà, cái tiềm năng mà. Tiềm năng là tức là nói tới cái tâm Bồ Đề của mình, chắc là đâu nói cái gì xa lạ. Tâm Bồ Đề, cái tiềm năng của mình là tâm Bồ Đề, là nó lạc như là cái kho tàng vậy đó. Mà mình bây giờ mình phải mở ra, mà kho tàng là kho tàng gì? Kim Cang. Kim Cang là những cái thứ đó mà mình gọi là không thể hủy hoại, mà những thứ mình hủy hoại đó là chân tâm, là Bồ Đề tâm. Cho nên cái Kim Cang Tàng là cái chữ để giải thích rằng là đây là cái kho tàng của cái chân tâm, kho tàng của Bồ Đề tâm mà mình không thể nào bị phá hủy được. Thế nên chỉ thấy là cái thập địa đó, nó nói vô cùng hay đó, là nó là cái Bồ Tát đó mà dạy cho mình biết được cái kho tàng mà có sẵn của mình rồi. Thì bây giờ khi mà mình vào trong cái thập địa đó, là một cái cảnh giới rất là đặc biệt. Như thầy nói là các bạn biết là nó muốn phát triển cái óc mình tới cái trí huệ mà cực cao. Thì cái tam muội mà ngài nhập vào là trí huệ quang tam muội, hay là trí quang tam muội, là cái trí huệ quang minh tam muội. Tam muội chỉ là cái trí huệ, cái ánh sáng mà bất tận của con người của mình. Cho nên khi mà các bạn bắt đầu tu Phật pháp đó, thì lúc đầu mình làm phước, mình lên chùa mình cúng kiến, rồi từ bây giờ các bạn thấy con cháu của mình đó, qua bên Mỹ đó, họ không chịu tu nữa, vì họ nói sao mà mê tín như vậy. Cho nên con cái đó nó không còn ở trong cái văn hóa mà hồi xưa, là cái văn hóa muốn cầu sự an toàn, tìm sự an toàn. Cái văn hóa mà tìm sự an toàn, cái văn hóa mà phong kiến đó là tìm cảm giác an toàn. Thì cái văn hóa này rất là phong kiến. Mà bây giờ đây, con nít cháu chắc mình bây giờ nó không có ở trong này nữa. Nó không phong kiến ở trong cái văn hóa của thời đại mới. Mà cái thời đại mới này đó, hay là cái thời đại mới, thời tân tiến này đó, thì nó không gọi là phóng kiến. Họ không tìm cảm giác an toàn, mà nhiều khi đó họ tìm cái gì? Họ tìm cái ý nghĩa, mình gọi là meaning đó, ý nghĩa nó cao đẹp hơn chút đó. Rồi nhiều khi đó họ đi tìm cái gì mà nó có cái tính chất mà mình gọi là tìm cái tình thương. Đây là những cái chuyện của cái thời đại mới này, họ không còn như hồi xưa nữa. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu rõ như vậy đó, thì mình sẽ thấy rằng sao buồn quá vậy. Sao bây giờ thì tự nhiên người ta không còn tìm cảm giác an toàn, thành ra con nít đó là họ không còn như hồi xưa là con nít. Bây giờ hay là mình nói là người trẻ bây giờ đó, họ từ họ suy nghĩ mới, họ có tìm những cái ý nghĩa mới. Và đạo Phật của mình thấy rằng đó là lúc mà họ đang phát triển cái trí huệ của họ, cái trí tuệ của họ, sự suy nghĩ của họ. Con nít bây giờ là các bạn thấy ai, con cháu chắc mình nói con nít đang trật, cháu chắc con cả của mình bây giờ vào đại học cả trơn, trình độ đại học hết. Nhưng mà hồi xưa đó, thì cái trình độ của mình là mình mới xong lớp 3 là đã giỏi lắm rồi, xong lớp 8, lớp 9 là mình thấy là nhất rồi, thành lập trường trung học là mình thấy quá hay rồi. Cho nên cái trình độ nó càng ngày càng cao, và cái số người mà học cao học bây giờ càng ngày càng nhiều nữa, thì các bạn thấy đó là cái Phật pháp mình phải thăng cấp lên, cho Phật pháp mình không thăng cấp thì không được. Như thế thì thập địa nói cái gì? Đây, các bạn nhìn cái chữ mà thầy viết. Học về pháp thập địa là học về cái tâm thức của chúng ta trong mức độ sâu thẳm nhất. Học cách thay đổi đời mình từ bên trong sâu nhất, chứ không phải từ bên ngoài hơi hợt. Đó là ý nghĩa của thập địa. Và đây là cái nhìn của Diệm Huệ Địa, là cái địa của Bồ Tát mà mình gọi là họ nhìn từ cái chỗ mà cao. Bây giờ thầy kể cho bạn nghe cái chuyện đó. Câu hỏi đúng thầy. Rồi. Để cho con hiểu được đó, là cái cách nhìn của Bồ Tát mà Diệm Huệ Địa đó một cách sâu thẳm. Là thí dụ bây giờ mày nói về một cái hạnh mà rất là quen thuộc với tụi con, đó là hạnh bố thí đi. Thì cái người mà không phải là Bồ Tát Diệm Huệ Địa đó, thì sẽ hiểu cái hạnh bố thí như thế nào. Mà nếu mà đứng từ cái sự hiểu biết của Bồ Tát Diệm Huệ thì giải thích cái hạnh bố thí như thế nào, nó khác nhau thế nào thưa thầy? Một cái sâu thẳm và một cái chỉ có bên ngoài hay là phía nếu mà thôi. Mình là mới tu thì thế nào là bổ thí? Bổ thí là mình cho người ta có đồ gì để mình cho đây, cho đại người ta đi, đừng lấy ích kỷ.
Và lại ok, nếu cái mình tu hơn chỗ cao thêm chỗ sâu thêm chỗ nữa thì là mình nên cho những gì người ta cần thiết, đừng có cho đồ mà ta không cần thiết. Ví dụ như cái bậc thầy đó, như cái chùa của thầy đó, chùa sư phụ của thầy, mà chùa của thầy hồi xưa đệ tử tới đó thì họ đem ra, họ nói ôi dạ con có cái bộ sơ lông rồi ông tới con tặng chùa, nhưng cái bộ sơ lông nó cũ mềm mà các bạn không ai ngồi được cả, người ta ngồi xài 15 năm rồi xài cũ đó cho mình. Thì cái đó là cũng dường là họ xin một cái tờ giấy để mà mình gọi là về miễn thuế đấy. Họ nói cái bộ lên sơ lông này là tụi tôi sơ khởi quá thầy. Không phải, nhưng mà cái đó là hay này bạn, vì họ nghĩ hay lắm. Thầy cho con cái tờ giấy mà giảm thuế, cái tờ hồi xưa con mua cái bộ này 8.000 mà xài 15 năm rồi, nhưng mà cũng xin 8.000 thì mình cũng từ bi mình cho cái thuế, tờ giấy miễn thuế. Nhưng mà các bạn biết đó là cái cách suy nghĩ đó là nó không phải thuần túy là cho. Nhiều khi cho không đúng đối tượng, cho không đúng đồ, không cho. Rồi nhiều khi là mình cho rồi xong đòi lại, nó khổ thế đó. Rồi xong rồi bây giờ là lúc mình cho đúng, ok cho đúng, đúng thiệt. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì công ty của tôi đó là mỗi năm phải bỏ chừng nó tiền ra, thành ra thì thôi tôi làm từ thiện. Cho là nhiều cái thân dạng lắm và nó có nhiều cái vi tệ lắm. Sau này rồi thôi mình cho cái lời nói cho hay, và mình cũng cho và nói cho lời nói hay, rồi mình tập nói cho hay. Ồ, đi cúng dường pháp, đi giảng pháp, nói những lời hay cho người ta nghe, cho người ta thay đổi. Đó, nhưng mà thật sự ra là cúng dường pháp kiểu đó, mình nghe thì mình thấy đúng là wow, giảng pháp cho mình để mình mở tâm đó. Nhưng mà tại đó là học thuộc những cái bài bản rồi mình ra mình nói chắc chắn gì là từ trong cái tâm mà nội chứng của mình để nói đâu không. Thì từ mình bắt đầu mình thay đổi là ok, mình phải nội chứng, mình chứng cái gì đó là mình nói ra đó, thì là mình có cái sức mạnh và mình nói người ta cho mình phải cho. Cho nên nhiều khi mình nói mình khuyến khích bà con cho họ, nhưng mà mình thì làm cho cái gì cả, chùa không có cho, chùa nhận thôi. Đến lúc mà có cái gì đau khổ của chúng sinh khắp mọi nơi thì chùa lại không có khả năng cho. Thành đó thì các bạn thấy là vi tệ, đi những cái chỗ là vi tệ như vậy, cho rồi xong rồi đó lời nói. Nhưng mà nhiều khi cái tâm mình cho những cái ánh mắt hiền diệu, những cái lời nói, những cái sự mà phụ dù, những cái lời nói làm người ta bực sợ hãi, cái đó cũng là một cái loại chó thì vô ý. Mình cho người ta những cái giây phục mà nó an lạc an lành cũng là một cái chó, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà quá chừng mình cho cái đó rồi mình xin người khác, nó phức tạp rồi, thành ra là không có thuần. Thế nên khi mà tới cái Bồ Tát Diệm Huệ Địa là thật sự là cái chó của ngài đó, là nó làm cho cái định nghĩa chó nó hoàn toàn thay đổi. Thì ngài nhìn cái chó là cái gì đây? Đây là cái đầu tiên cả, khai mở ánh sáng chân tâm. Đó là cái định nghĩa của Bồ Tát Diệm Huệ Địa về cái chó. Rồi bây giờ khi mình trở vô lại thì mình bắt đầu nhấn mạnh vào cái chỗ này nghe không? Okay. Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị cũng giống như anh Trâm thì nghĩ là những cái bài của thằng thầy giảng về thanh niên càng ngày nó càng phức tạp. Thì một cái chỗ, một cái cách mà quý vị có thể vào học hỏi và ôn đi ôn lại, đó là mời quý vị vào trang nhà Từ Bi Phụng Sự app.com, download app xuống và quý vị có thể học hỏi bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý vị. Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào 2 ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catella Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có thuyết pháp, thể dục thân khỏe tâm an, tam bộ nhất bái và mạn đà la quan âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Thế Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center. Con mời thầy. Cái định nghĩa của Bồ Tát về cái bổ thí đó, các bạn nhìn cái chữ Thầy Việt này, khai mở ánh sáng chân tâm thì gọi là bổ thí. Sự khai mở ánh sáng nó ra rất là quan trọng. Sự khai mở đó là nó cái chuyện tại ra là sau khi ánh sáng nó mở ra rồi thì mình nói tới cái chuyện là mình cái hành động của mình cho, cái hành động lúc nào đi sau cái tư tưởng lúc nào đi sau cái tâm thức.
Cho nên cái Bồ Tát mà diệm huệ địa là ngài, ngài làm cho nó bùng nổ ra ánh sáng diệm, diệm là nó cái sự bùng nổ ra rực rỡ vô cùng. Cho nên cái diệm hỏa diệm sơn bốc lửa. Thế cho nên mà khai mở cái chân tâm nó mở sao thầy, khai sáng chân tâm sao thầy? Khai mở cái ánh sáng chân tâm, khai mở sáng chân tâm, thí dụ như vậy. Đây thầy cho chị một thí dụ. Bữa đó chị đi xe, cái xe chị đang đi. Con vẫn muốn giới thiệu về cái bố thí, cái hạnh bố thí đó. Đây thầy đây bố thí này. Dạ. Bố thí thì đi xe, xe rồi cái bánh xe chị nó nổ, nổ thì chị ngồi chị khóc, chị đâu có làm được cái gì, nó nổ giữa đường bên Mỹ nên làm sao? Mà chị muốn lấy cái phone ra cái đó, thì cái phone chị đó khám phá ra là nó chỉ nói chuyện nhiều quá, hết điện rồi, kêu không được, nay quanh không ai tới. Thì khổ, chị ngồi trên xe chị đang nức nở, thì có một cái cô nào có đầu xe ngang nào có tới có nhìn chị cái cho nói, ô chị cần cái gì không? Thì chị đang đau khổ đang chị thì vừa thấy cô này hỏi cô đó là chị bừng sáng là ui giúp tôi với, giúp tôi với. Chị thấy một cái tia hy vọng nó lóe lên, đúng không? Thì cái tia hy vọng đó là cái ánh sáng của chân tâm á. Thì cái ánh sáng đó chị có cho gì chưa? Chị có cho gì không? Không, chị chưa cho gì cả, nhưng mà chị nở ra cái tia hy vọng. Cái người cho chị tia hy vọng đó là ai? Thì cô đó là cái người có hỏi chị cần tôi giúp cái gì không? Chị thấy không? Nhưng mà cái sự phức tạp của cái tia ánh sáng đó trong tâm gì thì mở ra tia hy vọng đó là bởi vì chị thì mình mặc cho cô nó có mặt cũng ngay cũng dễ coi, cô người có tử tế, thấy cô mình nhìn mặt mình biết là cô là người lương thiện, người mà rõ ràng. Rồi trên tay cô ta còn cầm cái phone nữa, thấy không? Thì tính được, nếu mà một cái người khác thì chắc là cái tâm chị nó mở ra như vậy đấy. Chị nhìn thì dùng cái ông râu ria rồi ông mặt mày dữ dội dữ dằn đấy, thay vì ông cầm cái phone đấy mà thì ông cầm cái điều thuốc phi pha đó, mà đeo mắt kiến đen nữa này nọ thì nhìn cái thì sợ. Thì chị sợ, cái sợ nó động tâm chị cho nó không mở tâm chị, thấy không? Cho nên cái người mà làm cho chị mở cái tâm đó đấy là cái người đó gọi là bổ thí. Và khi mà cái sự ánh sáng chị nó mở ra thì cũng gọi là bổ thí. Trong trường hợp này thì thầy nói là cái cô đó cô mở tâm chị, cô bổ thí là cô làm gì mở tâm. Cái hành bổ thí là hành mở tâm người khác, để biến xuống hành bổ thí đó là hành mở tâm người ta, mở tâm. Hành mở tâm thì cái cô đó còn cao hơn một tầng nữa thầy. Ồ, đương nhiên cao hơn tầng. Bây giờ thầy kể cho nghe chị nghe. Cái chuyện mà thầy vượt biển, thầy lên trong biển cũng sợ vô cùng. Rồi thầy gặp một cái tàu Thái Lan mà thầy nó xâm mình, tụi nó dễ sợ, tay nó to con xâm mình, thì mình thấy chắc là thôi xong rồi, kỳ này như vậy gặp thì nó chết rồi. Mà không ngờ là chần tàu mình lại nữa, trời ơi sợ lắm chứ bộ. Thì trong lòng sợ vô cùng, lại trốn, nó còn mấy cô nữa cũng trốn gì bóng tàu đó. Không ngờ nó lại không phải là tới ăn trộm đồ, là hay ăn cắp hay là hãm hiếp thì không. Nó tới nó hỏi do you, what do you need? Tại đấy nó mới trên đường nó đi ra, nó không có làm gì bày, nó tao đánh cá, nó hỏi what do you need? Xong rồi thì là thuyền trưởng nói gì thì thấy không biết, thì họ cho mình mấy cái thùng mà nước đá đó, cho mình hai thùng nước đá. Thì trong cái sự mở tâm mà trong lòng mình nó thấy mình sung sướng vô cùng. Thì thầy lấy cái chiếc nhẫn duy nhất mà của thân phụ của thầy để lại cho thầy. Đó là cái đồ quý nhất thân phụ cho mình, chiếc nhẫn. Thầy lấy ra để thầy cho người ta. Đương nhiên là mình đâu có tiếc lắm. Trời. Chỗ mà quý nhất, tại vì mình không thể ngờ ông mở tâm mình, ông cho mình cái thùng nước đá để cho mình sống, không thêm hết nước làm sao mà sống. Cái mạng sống mình quan trọng hơn là cái nhẫn chứ bộ. Nhưng mà khi vậy rồi, bây giờ thì có lẽ mình ngồi mình tiếc, nhưng mà thầy cũng có tiếc lúc đó. Thầy cảm thấy là nó quá hay luôn.
Tại vì là ông cái trong lúc mình tuyệt vọng như vậy đó, mình cũng trong sợ hãi như vậy mà họ không làm cho mình sợ hãi, mà họ lại cho mình đó, và làm tâm mình mở ra. Thì ông đó không phải là cái Bồ Tát, nhưng mà cái hạnh, cái Bồ Tát là làm sao mình phải mở tâm người ta ra. Thì cái tâm thầy hết sợ, vì hết sợ cho nên đó, thì mình đưa tới cái hành động là thầy cho cái vật quý giá nhất là chứng nhận. Chứng nhận đó thì turn out là chứng nhận đó là khi mà thân phụ, thân mẫu thầy đám cưới thì họ sử dụng chứng nhận đó. Ông là người có chứng nhận đó, chứng nhận là họ không đeo mấy chục năm đó. Mà bây giờ thì đương nhiên là nằm trong bụng của ông, mẹ ông Thái Lan nó kia rồi. Cho nên đó là cái định nghĩa đầu tiên, là cái định nghĩa đó mà mình gọi là khai mở cái ánh sáng chân tâm. Và cái hành mà khai mở ánh sáng đó là làm cho ta hết sợ, mở tâm, phết hết sợ hãi. Và nó có thể làm cho người ta etc. thêm hy vọng, thêm niềm vui, đủ thứ cả. Cái hành đó nó kinh khủng lắm. Nó không phải là một cái hành động bên ngoài, nó là một sự thâm sâu bên trong. Rất nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều chuyện các bạn thấy trong đời của mình đó, là nhiều khi không phải là cái vật mình cho, mà cái tâm thức của mình làm cho người ta mở. Chị muốn kể thêm chuyện không? Dạ, con mời thầy. thầy nói bây giờ thầy có thí dụ vậy con mới hiểu được, thì con mới hỏi thêm câu hỏi được. Thầy hay đi máy bay lắm, bay thì bay qua bay về. Thế thầy nhớ có một lần máy bay đó mà nó nhồi một cách kinh khủng luôn. Cái lý do mà nó nhồi một cách kinh khủng luôn vì cái máy bay đó là máy bay Malaysian Airlines, không biết là vì sao nó lại mình bị mất chiếc 370 mà Malaysian Airlines đó, nó có mất chiếc rồi. Thế nên nó nhồi kinh khủng luôn. Trong lúc mà nó nhồi kinh khủng đó, thì cái bà gọi là ô tạch đà lé đó, là bà mà gọi là chiêu đại viên đó, bà chiêu đại đó, bà mà đi tới từng người, bà nói cool, everything's okay, mà tiếng Anh perfect, bà mỉm cười. Thì thầy không thấy bà nữa, tại bà đi từ phía sau lưng, bà đi tới phía trước, bà đi lui từ từ rồi bà nói. Nhưng khi bà tới ngang thầy đó, thì thầy đó, thầy ngồi bên này, sư phụ thầy ngồi bên cạnh, thầy chắp tay giống như từ là cầu nguyện đó, thì chắc là ba người Hồi giáo. Thì bà thấy vì bà nói và thấy thì bà chắp tay rồi bà gật đầu. Rồi bà nói perfect English, bà rất giỏi. Bà nói cho em, xin hãy ban phước lành cho tất cả toàn thể chiếc tàu, máy bay. Bà lúc đó thầy đi mà sư phụ thầy tự mặc áo vàng này nó đủ thứ. Mặc như bây giờ như vậy này. Thì nghe như vậy rồi. Thì tự nhiên là mình đáng lo, đáng sợ như vậy, mình nghe nói như vậy, tự nhiên, oh yeah, cái sự màng của người tu là mình phải cầu nguyện với người ta mà. Tự nhiên mình hết sợ. Hết sợ cái thì bà mở tâm ra rồi. Oh, thì thầy ngồi đáng lẽ, lúc đầu thì thầy chỉ còn nói, Nam mô nhỏ 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 nhỏ. Bây giờ khi bà nói rồi thì thầy nói to lên, thầy đọc to lên. Nam mô quang thầy âm bồ tát đọc to lên. Sư phụ thầy ông ngồi bên kia ông nhìn này. Thằng này ăn cái gì mà nghe nói dữ to. Nhưng mà tự nhiên là mình thấy một sự mạnh mẽ, một cái tinh thần nó mạnh mẽ khi người ta mở tâm của mình không còn sợ gì cả. Yeah. Thì thầy tụng to tiếng như vậy, nhưng mà thầy vui vô cùng. Thầy không, lúc đó thầy mới nghĩ ra là thầy không có buồn, không có tức hay là sợ mà thầy mình vui. À, thì sau khi mà cái chạy lông qua rồi cả trời nó lắc mình nghiêng người cái này nghe. Rồi lắc nghiêng người qua lại. Rồi lên rủ lên nó rớt xuống, trời nó rụp xuống một cái. Vui lắm chị. Bây giờ mình thèm những cái cảm giác đó. Thì mình thấy rằng là nhiều khi đó mình làm cho người ta hết sợ hãi, làm người ta thêm mở cái tâm rất là quan trọng cuộc sống. Sau rồi thì thầy nói chuyện với sư phụ thầy, thầy hỏi thưa ngài. Tại vì ngài lúc mà ngài đi, ngài một là ngài ngồi bên ngoài để ngài dễ đi vô ra, hai đó là ngài phải ngồi cạnh cái cửa sổ đó. Thì ngài ngồi cạnh cửa sổ có hai người. Thì thầy nói thưa ngài đó là sư phụ nghĩ cái gì trong cái lúc mà chiếc tàu bay nó đủ thứ như vậy. Tức là ta đâu có nghĩ gì đâu, tâm ta vẫn trống rỗng thôi, ta không có suy nghĩ gì hết. Tại vì nếu mà ta mà suy nghĩ thì sẽ làm các con cũng sẽ bị dao động. Thì thầy nhớ là cái lúc mà nó như vậy thì ngài vẫn tỉnh bỡ, ngài nhắm mắt, ngài cũng không có cái gì mà lên xuống, ngài cũng không có nhắn mày, nhiễu mày, ngài cũng không nói câu gì, ngài cũng không có làm cái gì cả. Rất là bất động, rất là tự tại, rất là định. Bây giờ cái phần mà cái định nghĩa của chữ hoan hỷ địa là cái gì? Hoan hỷ địa có nghĩa là đạt được cái tâm thức vô lậu.
nên có cái niềm vui đặc biệt, không có cái tối ở đó. Là cái định nghĩa đó, mình cho mình thấy rõ hơn chỉ bộ thị. Tâm thức vô lầu cũng là tâm thức màng lưới và tâm thử, xin lỗi, tâm thức màng lưới. Đây là tâm thức chỉ có cho ra, không ngừng lan tỏa ánh sáng của tự tánh vô nhiễm. Đó là tâm thức màng lưới, là cái tâm thức nó nối kết với tất cả cái tâm của mọi người. Mà nó là vô lầu là bởi vì nó không tạo ra phiền não, nó không có cái sợ hãi. Vô lầu có nghĩa là nó không có cái sợ hãi. Không sợ hãi, không phiền não, không có chấp trước gì cả. Thì cái tâm thức của Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc đó là cũng như là cái tâm vô lậu đó, ngài cũng có buồn, ngài cũng có giận, cũng sợ, không gì hết, không có chấp trước, tự tại vô cùng. Tâm thức vô lậu. Thì nếu mà nhìn ngài lúc đó tự nhiên ấy, mình thấy là ngài mở tâm mình, ngài cho mình cái sự không sợ hãi, tại vì ngài không có sợ. Nhưng mà rất tiếc lúc đó đó thì thầy chưa có định luận được, mà thầy bị cái cô mà chiêu đãi đó đó. Ừ. Cô đó là cô gọi là, mình gọi là phi hành đoàn. Không phải, gọi là tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không. Yeah. Tiếp viên không, thì cô đó đã ảnh hưởng thầy để cho mình mở tâm. Rất là hay. Cho nên cái tâm thức mà hoan hỷ địa là cái tâm thức mà bổ thí rất là độc đáo. Nó không phải là cái tâm thức mà hữu lậu còn phiền não nữa, không. Đây là cái giai đoạn nó không còn phiền não, nó không còn vị tha nữa, nó ra ngoài vị tha. Đó là vô ngã. Mà cái tâm thức vô lậu với cái tâm thức mạng lưới nó giống nhau là chỗ nào thầy? Cái thức mà vô lậu là nói về cái đặc tính của mình là không có một cái phiền não gì cả. Còn tâm thức mạng lưới là cái sự nối kết mình với tất cả chúng sinh. Ừ. Là cái tâm thức mình đó, khi mình mà nghĩ ra đó, một cái chuyện gì đó thì cái tư tưởng của mình đó, nó chạy toàn thể tất cả mọi người. Nó tới hết tất cả mọi chúng sinh. Và mình không định nghĩa mình là cái trung tâm điểm của cái gì cả. Mà tất cả chúng sinh, tất cả cái màng lưới là cái trung tâm điểm. Vậy có câu hỏi mà con cũng xin. Chị thấy cái áo của thầy đó, đâu còn một cái lằn vải nào đó là trung tâm đâu. Tất cả đang dịch thành một khối. Thì khi mình mới tu thì mình là một cái sợi chỉ. Và mọi người là một sợi chỉ. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì mình là một cái áo. Tất cả cái màng, tất cả cái sợi chỉ hợp lại, kết hợp lại. Một cái tế bào trong con người mình là một cá thể. Nhưng mà tất cả tế bào đó nó cộng lại, nó hợp lại, nó tạo thành ra con người của mình. Mình cứ nghĩ là con người mình nó là con người đâu có. Nó là hàng tỷ cái tế bào hợp lại. Cái tâm thức mà của Bồ Tát mà thập địa đó là giống như là cả cái con người của mình nó hợp lại, cái tâm thức này nè. Chứ còn cái gan đó là một cái bộ phận, một cái cơ quan. Thì cái gan đó thì ví như là thập hồi hướng vậy đó. Cái tim, mỗi cái cơ phận giống như là thập hồi hướng. Còn cái thập hành đó là ba bốn cái tế bào trở thành là một cái nhóm để nó tạo thành một công việc nào đó. Thì dù như cái thể cái tế bào da, cái vùng này nó làm cái chuyện này, tế bào da cũng là tế bào da nhưng ở vùng khác làm cái chuyện khác, là như thập hành vậy đó. Nhưng mà thập trụ là giống như là một cái tế bào thôi. Tức là phải, không phải là một cùng nhiều cái tế bào trở thành một cái mô. Và một cái cơ quan là tổng thập hồi hướng, ví dụ đó. Rồi cái thập địa đó là cả cái toàn thân con người của mình. Vô số những cái chúng sanh trong đó, những cái tế bào trong đó. Con xin phép thầy. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin của hội. Xin cảm ơn quý vị. Hội Tứ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào hai ngày thứ Bảy 18 và Chủ Nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catella Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có Thuyết Pháp, Thể Dục Thân Khỏe Tâm An, Tam Bộ Nhất Bái và Mạn Đà La Quán Âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Thế Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới.
Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường và anh Trâm với cái đề tài hôm nay thầy, thầy đang giảng về một chuỗi bài về thập địa và ngày hôm nay đặc biệt là dạy giảng về cái diễm huệ địa. Thì thưa thầy, cái tâm thức mạng lưới con được nghe thầy giảng rất nhiều trong khi cái chuỗi bài kinh Hoa Nghiêm này, thì con muốn hỏi là trong cái thời gian mà Đức Phật còn đương thời mà giảng đạo đó, thì có bao giờ thầy ngài giảng về cái tâm thức mạng lưới không? Hoặc là có một cái cuốn kinh nào mà giảng về tâm thức mạng lưới không thưa thầy? Hay chỉ có kinh Hoa Nghiêm thôi? Cái vấn đề chính của cái Pali tàng, cái kinh mà là bị viết bằng Pali đó, ở trong mình gọi là tiểu thừa hay là bây giờ mình gọi là Nam Tông đó, thì trong cái tàng đó đó nó dạng gì nói lên cái cuộc sống của Đức Phật, những cái lời ngài nói, những cái việc mà là hành sự, những cái chuyện gì mà làm cho con người mình sống cho đạo đức, sống cho giải thoát, làm sao mình buông xả đi những cái. Ngài không đi vào trong cái triết lý mà sâu sắc của cái tâm thức của những chuyện đó, ngài không đi vào sâu vào đó. Tất cả cái bộ phận văn hóa của Hoa Nghiêm là cái bộ phận văn hóa mà sau này khi mà các nhà tổ sư, các luận sư, các ngài mà lý giải hành giả đó, họ bắt đầu họ phát triển từ từ. Thế nên trong cái đời của ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Shakyamuni, thì ngài chỉ nói phớt qua cái này, không bao giờ mà nói tới cái chuyện mà sâu sắc như vậy. Những cái danh từ mà bây giờ mình nói thì như là A Lại Gia Thức này nó đó, thì ngài có nói phớt qua, nhưng mà ngài không bao giờ mà đi vô trong cái sâu sắc của cái kiến trúc của cái tâm thức đó, không có nói sâu. Còn một lần thì ngài đi ngang cái con sông, ngài nói về A Nan, con quay cái sông này nó chạy, cái hột giọt nước trước và giọt nước sau nó chạy mà liên tục mà không ngừng, và nó khó mà chúng ta có thể nhìn được, định luận được là cái dòng sông đó nước nó chạy như thế nào. Thì dưới mình nhìn bề mặt ở trên đó, thì ngài nói đó, thí dụ A Lại Giải Thức đó, là cái thức đó mà gọi là nó là cái tàng thức, cái thức mà kho tàng của chúng ta. Mình chỉ nhìn bên trên nha, mình không thể nhảy được bên trâu, mình sâu sắc bên ở phía dưới được. Thì đó là chỉ có một cái kinh điển thôi, có kể lại cái chữ. Thế nên thầy muốn thí dụ cho rằng là cái tàng kinh mà Sanskrit là của Bắc Tông đó, thì nó có nhiều triết lý và nhiều chuyện hơn, là mở ra nhiều chuyện hơn. Và nó làm cho cái văn hóa Phật giáo nó rất là phong phú, bởi vì rất có nhiều người giải thích cái cách mà suy luận đó. Và đó là tại sao mà thầy thích cái kinh Hoa Nghiêm đó, là nó cho phép con người của mình, người sau đó tiếp tục đóng góp và làm cho cái bộ phận văn học và văn hóa của Phật giáo càng ngày càng lớn lên, mở rộng ra. Nhưng mà cái bộ phận của Nam Tông đó, thì nó không cho phép, không thể có cái gì mà nó đi ra ngoài cái đời của Đức Phật cả. Tất cả cái triết lý, cái lý luận gì chỉ cái chừng đó thôi. Nhất là phải chú trọng vào giới luật nhiều hơn. Giới luật là quan trọng nhất, không có cái gì quan trọng bằng giới luật cả. Cho nên là cái giáo nghĩa của Đại Thừa thì nó mở rộng bởi tất cả các nhà luận sư, các tổ sư, các nhà hành giả. Thì họ đem kinh nghiệm mà họ mở rộng ra. Và có những cái vị tổ sư mà xuất chúng, thí dụ như Ngài Long Thọ Bồ Tát, tức là Nagarjuna đó, hay là Ngài Thế Thân, hay là Ngài Vô Trước, những cái vị mà mình gọi là cái con rồng của Phật Pháp đó, tại vì cái trí huệ của Ngài nó quá sức vĩ đại, và cái nhìn của Ngài đó, người ta gọi là không khác với Đức Phật cả. Cho nên đó, là cái Đại Thừa Phật Giáo được kiến tạo bởi những cái người mà vĩ đại, mà cái trí huệ của họ quá lớn, và mình không tìm thấy cái sự sai lầm trong sự suy luận của họ. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao đó cái sự phân tranh giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa nó sẽ mãi mãi Nam Tông Bắc Tông mình nói câu gì được cả, nhưng mà cái triết học của Đại Thừa nó tiếp tục mở và nó tiếp tục đi vào trong văn hóa của cái dân chúng. Và thí dụ như là bên Đại Thừa các bạn thấy đấy, cái áo của mình mặc bây giờ đây là cái áo của truyền thống của Trung Quốc, áo thầy mặc bây giờ đó. Nhưng mà nếu các bạn qua bên Nhật Bản thì cái truyền thống áo này nó là
khác. Người ta không mặc cái áo dài như vậy, người ta đeo một cái áo nó chỉ nhỏ thôi. Thì cái truyền thống nó thay đổi theo văn hóa. Thì Phật giáo Đại Thừa cho phép cái sự thay đổi của những cái biểu hiện văn hóa, chứ không phải là những cái tính chất của Phật pháp. Không, tính chất vẫn còn, cái nước vẫn là nước, nhưng mà cái bình chứa nước thì nó thay đổi. Thì Đại Thừa cho phép là mình thay đổi những cái cách mà mình chứa đựng cái nước đó, chứ không phải chỉ có một cái bình đó thôi. Thì dụ như bây giờ Đại Thừa đó, thì các bác đi vào trong tất cả mọi nơi thì nước nào thì họ tụng kinh theo cái dòng của nước đó. Như Việt Nam mình tụng bằng tiếng Việt, tiếng Hán Việt rồi tiếng Việt. Nhưng mà trong cái Tiểu Thừa hoặc là Nam Tông đó, thì họ vẫn tiếp tục duy trì tụng tiếng Pali. Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mình đi khắp tất cả ngoài nơi cái nước mà của Bắc Tông, thì mỗi nơi mỗi khác, đi tất cả mọi nơi hoàn toàn khác. Nhưng mà đi các Tiểu Thừa, tức là các nước của Myanmar, Thái Lan, Campuchia, nhiều khi nhiều nhóm trong Nepal cũng có. Nepal là rất là đặc biệt, nhiều thứ lắm. Thì họ Sri Lanka, họ vẫn tụng là nhau, họ vô họ tụng rap, họ tụng hay lắm. Tất cả các vị thầy đều tụng cùng một thứ tiếng, cùng một bài bản, không thay đổi. Mà cái người trong cái nước đó họ không hiểu là tụng cái gì. Thầy hỏi ông imam đó, thì ông imam ông nói tôi là người Pakistan này, nhưng mà tôi vẫn tụng cái tiếng Ả Rập. Và tất cả mọi cái thứ nước khác đó mà theo Hồi giáo đó thì cũng tụng một tiếng Ả Rập thôi, không tụng người tiếng khác. Cũng như cái Tiểu Thừa đó, hay là mình gọi là Nam Tông đó, Theravada, thì tụng một thứ tiếng thôi là Pali. Thì cái cách nhìn của cái Bồ Tát mà Diệm Huệ Địa đó, thì Ngài không thấy cái sự phân biệt đó. Ngài muốn đi sâu vào cái tâm thức, cho Ngài không muốn thấy cái sự khác biệt bên ngoài. Cho nên đó, Ngài thấy là thế nào là bổ thị. Bổ thị là cái sự khai mở của cái tâm. Bây giờ cái thứ nhì gọi là Ly Cẩu Địa. Ly Cẩu Địa là cái địa thứ nhì. Cái địa này đó nói tới là cái sự lan tỏa ánh sáng chân tâm vào trong quan hệ, thì gọi là trì giới. Cái định nghĩa trì giới nó khác. Trì giới thì dụ như là cái trì giới, thì dụ như hồi nãy mình nói đó, là trong cái Thượng Tọa Bộ, hay là mình gọi là cái Nam Tông hay là Theravada đó, thì họ có cái giới luật đó, thì phải giữ cái giới luật đó. Nhưng mà giới luật thì dụ như một bộ phận lớn, cái bộ phận mà giới luật của cái người xuất gia đó là cái quan hệ của mình và cái bọc của cái bình bát. Rất phần lớn là cách mình đối xử với cái bình bạc, ta phải cung kính và giữ như thế nào sạch sẽ, vâng, và giữ cái ảo như thế nào, giữ cái những cái nhiều. Nhưng mà qua từ Bắc Tông thì những cái chuyện cái giới đó nó không còn là cái trọng tâm nữa, nó biến thành những cái giới khác hơn. Ví dụ như trong Kinh Hoa Nghiêm nói tới 10 cái kho tàng của giới Bồ Tát, rồi thì những giới phàm vọng, kính phàm vọng cũng là cái giới của Bồ Tát. Thế nên cái giới nó bây giờ nó mở rộng ra, nó làm sao mà cái quan hệ của mình á, không còn là quan hệ với là cái bình bát mà thôi, mà quan hệ với những người xung quanh, và nó không có giới hạn để quan hệ là chỉ bên bề mặt thôi, bình diện thôi, mà quan hệ của mình trong cái mặt tâm lý với người này, cái mặt tri thức với người kia, thì cái quan hệ nó mở rộng ra với cái ánh sáng của mình lan tỏa vào trong tất cả, để làm sao ai cũng cảm thấy được cái từ bi hỷ xả. Nhưng mà trong cái Thượng Tọa Bộ đó, hay là Nam Tông đó, Tiểu Thừa đó, thì cái trì giới là phải giữ đúng theo cái gì mà cái quy luật đặt ra, đừng có vi phạm nó. Nó không phải là cái sự phát triển của cái tình thương, mà là cái sự phát triển của sự thanh tịnh. Cái quan niệm đó nó đưa tới cái sự phát triển rất là quan trọng. Cái giới đó là mình phát triển cái gì, và nếu mà mình phát triển cái sự thanh tịnh của bản thân đó, thì đó là một cái dạng, nó không có sai lầm, nó là dạng rất đúng đắn của cái giới luật. Nhưng mà nếu mình phát triển cái tình thương đó, thì nó là một cái dạng khác. Cái tình thương đó là một cái sự mà nó cảm thông cái tình người với người, nó phát triển cái sự tha thứ, và phát triển cái tam muội mình sẽ học tới sau.
tam muội là cái định lực đó. Thì cái con đường của cái chữ giới này đó, nó bây giờ nó cái trì giới này nó trở thành cái xu hướng mà của cái bên đại thừa, là cái xu hướng như thế này. Làm sao mình mở ra phát triển cái tình thương, sự cảm thông, tha thứ, làm sao mình mở ra tam muội. Thành cái xu hướng này nó mạnh hơn là cái xu hướng mà chị nói tới cái chuyện thanh tịnh. Vì cái chuyện thanh tịnh này đó, tức có nghĩa là chỉ là cái tôi thôi, tôi thanh tịnh. Nhưng mà cái này đó là nói tới cái tha nhân. Mình thương là mình thương tha nhân, chứ mình đâu phải thương cái mình đâu. Đó, mình thương cái tha nhân, mình thương cho cái chúng sinh. Thành cái quan hệ này đó, nó bắt đầu nó thay đổi. Và cách mà Bồ Tát mà Diệm Huệ Địa mà nhìn đó, thì Ngài thấy là thế nào là trì giới. Không phải là giữ cái giới luật đó, không phải là giữ một cái câu đã đọc ra đọc hoài, tôi giữ giới bất tranh, bất tham, bất sân, tôi giữ cái giới là không có sạc đạo, dâm vọng, tội. Không phải giữ cái này, mà một bước trước khi giữ cái này, tức là tâm tôi có thương hay không, có thật sự có cái sự tha thứ hay không khi tôi giữ cái giới đó. Tôi cho cái thí dụ để cho dễ hiểu. Tức là vẫn phải giữ giới, nhưng mà trước khi mà giữ giới thì phải nghĩ đến cái tâm thương, tha thương. Không tha phải thứ. Trước khi mà cái động cơ giữ giới là cái tình thương. Chứ quên vẫn phải giữ giới chứ phải không ạ? Đúng rồi, đâu có phá được giới đâu. Nhưng mà tôi cho một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Cái thí dụ đó là cái thí dụ của cái hai ông tăng ấy, mà đi lên cái cầu đó, rồi nhảy xuống cứu cái cô kia. Mình đã học trên đây cái cầu rồi 1000 lần rồi. Ông tăng đầu á, nói tại sao ông giảm đi ôm cô đó lên vậy? Tức là ông tăng này đó, ông nói về cái chuyện làm sao mà giữ cái thanh tịnh. Ông tăng kia đó, thì chị nghĩ ông có phá giới không? Không. Không, ông hoàn toàn. Nhưng mà đối với ông chết. Đầu thì ông phá giới. Đối với ông đầu thì ông đầu nghĩ là ông tự nhiên phá giới. Yeah. Nhưng mà đối với ông sau, ông mà đi cứu cô đó lại bưng lên đó. Thì ông nói ông đâu còn cái thời gian ông ngồi để ông nghĩ cái chuyện như bệ bà đâu. Và ông nói tôi đã bỏ cô đó ngay cái bờ rồi mà. Thành ra chị thấy không? Tức là cái chuyện nhấn mạnh vào cái chỗ nào trong cái chuyện giữ giới đó, thì là cái người mà đại thừa mình nhấn mạnh vào cái chuyện của cái sự phát triển của tình thương, đó là cái động cơ để mình giữ giới. Cho nên cái Bồ Tát Diệm Huệ Địa nhìn vào cái giới đó, đặt cái định nghĩa của nó sâu thẳm hơn một chút. Đây là cái lý do mà tại sao đó mà chúng ta thấy đó, cái tâm thức con người mình phải phát triển cao, mình đừng phá giới, nhưng mà mình phải làm cho cái tình thương của mình nó là cái động cơ của tất cả sự giữ gìn giới luật, động cơ của lòng từ bi hỷ xả, tha thứ nữa. Yeah. Để khi vô lại mình kể lại câu chuyện kế tiếp. Yeah, cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, để mà hiểu được tất cả những bài này thì chúng ta phải có cái dịp ôn bài, xem lại những hình ảnh thầy vẽ trên màn ảnh. Thì không chi bằng là mời quý vị nhìn vào những cái app, và để được có những cái app thì mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống và chúng ta cũng có thể ôn bài. Xin cảm ơn quý vị. Hội Tứ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp hội Quán Âm Cứu Khổ Cứu Nạn vào 2 ngày thứ Bảy 18 và Chủ nhật 19 tháng 12 tại Anaheim Convention Center số 800 West Catella Avenue, thành phố Anaheim. Chương trình gồm có Thuyết Pháp, Thể Dục Thân Khỏe Tâm An, Tam Bộ Nhất Bái và Mạn Đà La Quán Âm, nơi tập trung sức mạnh tình thương và lòng thành tín của mọi người tham dự. Do vậy, chiêu cảm Đức Quán Âm và chư Phật chư Bồ Tát ban phước gia bị, giúp chúng sinh chuyển hóa ác nghiệp, tăng phước và giúp siêu độ vong linh các nạn nhân đã mất vì đại dịch khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vui lòng ghi danh tham dự để ban phục vụ có thể chu toàn việc tổ chức và ẩm thực miễn phí. Xin vào trang nhà pháp hội quán âm.com để ghi danh, hoặc gọi điện thoại số 714-625-8966, 625-8966. Xin nhớ đem theo giấy chứng nhận chích ngừa COVID-19 và thẻ căn cước để xuất trình lúc vào cửa theo quy định của Anaheim Convention Center. Con mời thầy tiếp tục. Thầy giải thích cho bà cái chữ lý của địa, bà nhìn cái hình thầy vẽ ha. Cái chữ định nghĩa, cái địa lý cầu địa là công hành chủ yếu là rời khỏi cái tâm thức vi ngã, vì tha hoàn toàn sống trong cái tâm thức vô ngã. Thì mình mới gọi là cái ly là rời, cẩu là cẩu bận. Cẩu bận đó do cái tâm thức vi ngã, mà cẩu bận đó cũng là cái tâm thức vi tha. Trước đó thì vi tha là thanh tịnh lắm, đúng không? Nhưng mà đến lúc cái trình độ này đó, ly cẩu là bởi vì cái vi tha đó, mình vẫn còn nghĩ cái tôi. Cái điều mình vi tha hơn chút thôi,
mình không có ích kỷ thôi, nhưng mà cũng con nghĩ cho tôi. Đây là lúc lan tỏa ánh sáng của tâm thức vô ngã. Xin lỗi thầy, phải biên giới thiệu với chữ tâm thức, thức vô ngã. Vào trong ngoài quan hệ với chúng sinh mà không làm ai đau khổ, không làm ai bị tổn thương. Đó là cái ly khẩu địa là như thế. Định nghĩa đó là cái nhìn từ Bồ Tát dìm về địa mà nhìn xuống, thì đó là cách mà Ngài thấy. Tức là Ngài thấy đấy, là cái lúc này là lúc mình phải lan tỏa ánh sáng vô ngã ra, mình ra khỏi. Lúc đầu là mình chỉ mở tâm ra thôi. Bây giờ ly khẩu địa là mình ra khỏi, không còn ở trong cái vị ngã ấy nữa. Ra khỏi làm sao vậy? Ra khỏi tức là mình không còn nghĩ tới mình nữa. Thí dụ thưa thầy. Thì bây giờ lúc mà chỉ là hoan nghị địa đó, thì mình mở cái tâm ra thôi. Còn vẫn muốn trở lại cái hạnh bộ thí. Thì bộ thí, làm bộ sao thí hoài ra thế. Khỏi cái... Thì tức là bây giờ sau khi bộ thí xong đó, đúng không? Nhiều khi đó, mình phải cần có cái huy chương, mình cần có cái bảng vàng, mình cần có công đức phương danh, mình vẫn nói người ta nghe tên mình ở đâu, làm cái gì đó. Thậm chí có người cũng dừng được chiếc xe cứu thương cho bệnh viện, nhưng mà phải mất xưa là mình phải biến cái tên của mình vô đó. Thầy cho tiền làm việc từ thiện như Việt Nam Hội Tứ Biên Cộng Sự mình cho đó. Cái người bên kia họ nói thầy, xin thầy cho biết cái tên của thầy, cho biết tên Hội Tứ Biên Cộng Sự, con sẽ giảng vô. Thầy nói bây giờ tôi đi cho thức ăn mà không, con làm miếng giấy bỏ vô trong đó. Mà nếu thầy muốn thì con làm cái sticker đó, sticker cái đồ giảng là con giảng trong mỗi cái chuỗi, mỗi cái hộp mà thịt mà thầy cho, mỗi cái đồ mà thầy cho giảng nhỏ, đây là quà của thầy hàng trường và Hội Tứ Biên Cộng Sự. Thầy nói trời đất ơi, bây giờ mình đi làm từ thiện mà sao mà thầy có vẻ không có cái gì thiện cả, tôi chỉ làm cho phát triển cái danh của tôi thôi. Cho nên khi mà cái Bồ Tát một lý cầu đó, khi mà cho rồi ấy, thì nhiều khi mình hỏi lại Ngài, Ngài nói giờ tôi cũng chẳng có làm gì, tôi cũng ok, tôi cũng không có cái gì lớn lao. Ngài không có ngồi đó để mà đi kêu, mà mình nhiều khi mình không tìm thấy cái tên của Ngài viết trong bất kỳ cái chỗ nào cả. Cái đó là lý cầu địa là ra vậy. Vì mình còn cái vị tha, mình nghĩ rằng là mình ngon lành thì là mình vẫn chưa phải lý cầu, vẫn còn cầu bận. À. Bây giờ cái Bồ Tát thứ ba đó gọi là Phát Quang Địa. Thầy biên cái định nghĩa như vậy để mà khi bà quay hình TV và chụp cái hình đó. Phát Quang Địa là ánh sáng chân tâm đối diện với bóng tối mà vẫn tiếp tục lan tỏa, không bị tiêu diệt thì gọi là nhẫn nhục. Thì Phát Quang Địa là tu cái nhẫn nhục, hành nhẫn nhục. Phát Quang là ánh sáng đó, nó lan tỏa ra. Ánh sáng bây giờ đó, sau khi mình chỉ ra khỏi cái cấu bẩn của cái vị ngã vị tha, thì cái ánh sáng bây giờ thật sự là vô ngã, phát quang. Thì cái đó gọi là nhẫn nhục. Thì khi mà đối diện với bóng tối đó, chỉ đứng cái bị bóng tối nó làm nó quật chị. Phát Quang Địa là đối diện với bóng tối mà vẫn tiếp tục lan tỏa, không bị tiêu diệt thì gọi là nhẫn nhục, không bị đen. Bây giờ đó, thì lúc đầu thầy nói chị nghe nè, lúc đầu là chị đi làm việc thì ông boss chị, ông mắng chị một cái đó, thì chị khôn vô cùng. Ông bận chị, chị làm bồ, chị giống như chị không nghe để chị khỏi tức. Rồi chị về là chị trút lên đầu những cái người trong nhà chị. Tức giận chị trút lên đó thì chị thấy xả ra khỏe. Còn nhiều khi là họ hiếp mình, họ làm đủ thứ chuyện, họ lợi dụng mình đủ thứ. Nhưng mình nói không được. Mình nhìn, mình nén, mình đè nó xuống. Rồi mình nhẫn nhục đó. Cái đó không phải là nhẫn nhục, cái đó là nén, là đè nén nó xuống. Mà cái vấn đề đó là thầy... Nhịn nhục hả thầy? Hả? Hay là nhịn nhục? Không có nhẫn nhục, không phải nhịn đó, cái đó chỉ là nén thôi, đè nén thôi. Thầy thấy rất nhiều những cái chuyện nó xảy ra. Lúc đầu thầy tưởng là trong cái thời đại văn minh của thế kỷ 21 này thì là cái người chủ là nhiều cái đối xử với mình tốt, như là người chủ là bác sĩ, thì như vậy đó. Không ngờ không phải. Những cái người bác sĩ, những người chức vụ cao đó cũng là người với nhau cả. Nhưng mà họ có thể đè người khác. Những người mà chức vụ càng cao thì càng nguy hiểm, họ càng đè lên, họ càng nói những câu. Mà thậm chí những cái chuyện đó nó xảy ra nhãn nhãn. Mình nghe đến báo, nghe đến tất cả mọi nơi, mình thấy rất là nhiều abusive. Mình gọi là verbal abuse rất là nhiều. Thì cái phần đó là cái phần mà mình đè, mình nén, phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái gì? Là người ta nói đó, nhưng mà mình trong lòng không nổi lên cái giận dữ gì cả. Mình hiểu được là vì sao người ta nói. Vì người ta bị stress quá, là người ta tham danh quá, là người ta sợ cái này quá, là người ta sợ cái kia quá, cho nên người ta mà nói ra câu đó. Cho nên cái nhẫn nhục là mình thấy cái bóng tối người ta đè mình mà mình không bị đè, mà mình không chống lại,
mình cũng không sợ, mình cũng về mình đổ cái gọi là cái sự tức bực tức của mình. Dạ, cái thùng rác của mình lên đầu người khác. Đấy. Không làm chuyện là mà mình thấy cái người mình nó cái tâm nó yên lặng. Có những cái chuyện nó làm cho mình không thể nào yên lặng được. Khi Đức Phật trong những cái giờ cuối cùng trước khi Ngài giác ngộ đó, Ngài thấy lại không phải là một đời, nhiều đời quá khứ. Theo như các vị mà tổ sư thiền đó, các ngài kể lại, Ngài nói, ồ, đây là các vị tổ sư kể lại, nhưng mà Đức Phật kể lại, là Đức Phật vào cái giai đoạn đó thì Ngài phải thấy được những cái chuyện xấu xa của Ngài trước khi tu. Ai cũng có cái xấu. Thì cái xấu xa đó là có thể là ăn cắp, ăn trộm, tham dâm, hãm hiếp, đủ thứ chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà các thiền sư hỏi như thế này này, khi mà các con đó mà ngồi thiền mà trước khi giác ngộ những cảnh đó mà xảy ra thì con làm cái gì? Các đệ tử nói là con làm cái này, con làm cái kia, con trì chú này, con trì chú nọ. Thậm chí con có người hỏi, thưa sư phụ có cái câu chú gì để mà con trì để cho cái đó nó biến mất hay không? Thì cái vị thiền sư Ngài rất là sáng suốt. Ngài kể chuyện là tuy ta không biết Đức Phật thấy cái chuyện gì, nhưng mà nếu mà kinh nghiệm của ta đó, thì những cái chuyện đó tới đó, hiện ra đó, thì hãy để cho nó đi. Cảnh giới nó hiện ra cho nó đi. Có đệ tử giơ tay lên, nhưng mà cảnh giới nó hiện ra mà con phải nhìn nó, con nhìn nó thì con bị cuộn theo nó. Thì như vậy có phải chăng là con đứng nhìn nó? Không. Con nhìn nó nhưng mà con cứ nhìn chăm chăm, không để cái nó đi. Chứ đâu ai nói rằng là con nhìn nó đó, là con bị nó quẻ kéo theo đó. Cho nên họ phát triển một cái khả năng gọi là witness, tức là cái khả năng mình gọi là chứng tri. Khả năng chứng tri là khả năng gì? Witness là khả năng mình thấy mà mình không có bị lôi vào trong cái câu chuyện của cái phim ảnh đó. Thì mình ngồi mình thấy rất nhiều phim ảnh nó hiện ra đó, và mình nhiều khi mình bị kẹt trong đó. Thì bây giờ cái nhận dục đó là cái khả năng mà mình chứng tri nhưng mà mình không có bị kẹt. Mình nhìn tất cả mình bị kẹt. Thì lúc mà cái bạc mà tu thiền thì bạc phải nhớ có một lúc nào đó trong lúc bạc trước khi giác ngộ đó, là những cái cảnh mà nó xáo đồng vô cùng trong đời của mình. Những cái chuyện gì mình sai lầm nó sẽ hiện ra, những cái chuyện gì mà lỗi lầm, những cái gì đó, những cái gì mà mình tổn hại người ta nó sẽ hiện ra để cho mình cảm thấy rằng là mình có tội lỗi, cảm thấy là mình ác đức quá, cảm thấy là mình cái ngã mình nó to quá, cảm thấy là mình là phải ăn năn hối cải, phải làm cái gì kia. Tức là nó làm cho mình đồng tâm. Đồng tâm. Thì trong lúc đó thấy nó là nhận dục, tâm mình không đồng. Thấy cái bóng tối mà mình đồng tâm thì coi như là mình tiêu tùng. Cho nên thấy bóng tối mà tâm bất động. Cho nên nhận dục là cái gì? Là tâm bất động. Nhận dục là cái tâm bất động, như như bất động, liệu liệu thường mình. Thì hãy ông đó là cái phát quan địa là phải như vậy. Tâm mình phải hoàn toàn bất động. Thành ra lúc mà mình tu đó thì mình phải tới cái chỗ là tâm mình phải bất động nên mình phóng quang được. Trong kinh Lăng Nghiêm là còn nói hay nữa, không cần chủ, không cần một cái thần chủ, không cần gì cả, chỉ ngồi mà mình không để bất kỳ một cái chuyện gì trong quá khứ của mình là lôi kéo cả. Mình cứ ngồi im lặng đi thì cũng tức là mình sẽ vượt qua tất cả các ma quỷ, tất cả cảnh giới. Đừng có động tâm. Đồng tâm là trật liền. Rất là hay. Và bây giờ tới cái diệm huệ địa. Cái diệm huệ địa là cái phần đó mà hôm nay mình nói tới cái định nghĩa. Tại vì nó còn nhiều cái phương pháp tu hành mình nói về sau nữa. Nhưng tới được cái đây thì coi như là chúng ta thành công lắm. Diệm đó, tức là họa diệm, giống như họa diệm sơn đó. Diệm đó nó là phương phực. Nó phương phực lên. Nó rực rỡ lên. Đó. Và nó rực rỡ, nó sáng vô cùng. Rực rỡ. Sao huệ là cái trí huệ nó sáng suốt, nó phừng phực lên, phát quang là mới chỉ cái ánh sáng mới lóe ra, chứ còn đến diêm huệ là nó đã nổ tới to bự tùng, nó nổ tung ra cái ánh sáng là lớn lên. Nhưng mà ánh sáng nó rất đặc biệt là nó tập trung chứ nó không tán loạn. Nó sẽ xuyên qua tất cả cái bóng tối, nó giống như cái tia laser vậy đấy. Tia laser
là cái tia đó mà nó xuyên thấu tất cả các loại bóng tối, không có cái bóng tối nào mà thể chặn được cả. Và nó không ngừng lan tỏa, sau khi mà nó xuyên qua rồi nó cũng lan tỏa quang minh làm cho sáng lên, cái đó mới hay á. Một mặt thì nó chạy thẳng ra, nhưng mà đồng thời nó cũng không bị gọi là tản, cái năng lượng nó tản, nhưng mà nó đặc biệt nó chạy thẳng ra, nó xuyên qua cái bóng tối như, nhưng đồng thời nó làm cho tất cả cái vùng nó xuyên qua là sáng. Thì cách duy nhất để mà giải thích đó, là cái đường laser nó không phải là một cái tia nhỏ, mà nó là một cái beam, nó một cái beam mà ánh sáng laser nó chạy thẳng như vậy. Thì đâu có giống gì cái định nghĩa mà tinh tấn mà con chưa nghe trước giờ đâu. Thì đó, thế bây giờ chị mà nghe, đây là cái định nghĩa Diêm Huệ Địa Bồ Tát, Ngài dạy như vậy, tức là Ngài thấy, tức là thế nào là tinh tấn. Tinh tấn là cái sự mà tập trung cực kỳ của cái trí huệ để mà xuyên thấu tất cả cái bóng tối. Trong lúc đó nhẫn nhục là cái gì? Là cái sự lan tỏa ánh sáng mà mình không biến thành bóng tối, đừng có để bóng tối nó thay đổi mình bất động. Nhưng mà tinh tấn là cái gì? Thế nào là tinh tấn? Tinh tấn tức là mình chuyên cần, mình siêng năng học pháp, gọi là tinh tấn như phẩm này. Đúng rồi, nhưng mà đó là cái định nghĩa của người đời, định nghĩa bình thường, và định nghĩa mà mình gọi là nó sâu sắc. Cái định nghĩa sâu sắc là cái sự tập trung của năng lực mình tinh cần, chuyên cần. Thì mình tập trung là càng chuyên cần thì mình càng tập trung. Thì cái tập trung là nó tới cái chỗ là nó trở thành một cái sự tập trung mà chuyên chủ một cực điểm như tia laser, để nó xuyên thấu tất cả cái đề tài, cái đề mục gì mà nó bóng tối. Bất kỳ một cái chuyện gì đó, thì dù gì thì mình chuyên cần, chị đọc sách, chị chăm chú, chị đọc, chị ngồi 2 giờ chị đọc đi. Thì tức là chị sẽ có cái ánh sáng, chị xuyên qua cuốn sách là được. Nhưng mà nếu mà chị không chuyên cần đó, thì chị đọc, mở ra, thì là tự nhiên chị sẽ quên máu, chị không xuyên qua được cuốn sách đó. Bởi thế cho nên là cái chuyện mà cái Diêm Huệ Địa này đó là cái sức mà cái trí huệ nó gom tụ lại, nó là sự chuyên cần mình gom tụ lại để cho mình có thể xuyên thấu cái bóng tối. Trong lúc đó phát quang địa đó là mình không bị cái bóng tối nó phá mình, nhưng mà đến cái Diêm Huệ Địa là cái sức chuyên chủ mình có thể phá tung tất cả các loại bóng tối. Tinh tấn. Hay quá, cảm ơn thầy. Càng lúc càng thâm sâu. Dạ, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khai Tâm hôm nay. Mong quý vị trở lại tuần tới, thầy sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe. Và quý vị đừng quên là vào trang website từ bi phụng sự app.com để mà ôn bài. Xin cảm ơn quý vị và mình lần nữa.